thường kết hôn đều biết chồng lớn nhất trên đời. Nhưng vợ tôi đã lén bán con gái duy nhất của tôi khi tôi không có ở nhà. Tôi vẫn phải lấy 100.000 tiền cứu mạng của ba tôi chỉ để trả nợ cờ bạc cho em vợ, cuối cùng dẫn đến ba tôi chết vì không có tiền chữa bệnh. Vài năm sau, mẹ tôi cũng chết trong hận thù, gia đình vốn hạnh phúc của tôi cũng bị người phụ nữ độc ác này xé nát từng mảnh. Để bù đắp cho sự tiếc nuối của cuộc đời này, sau nhiều năm phấn đấu và nỗ lực, tài sản của tôi cuối cùng cũng đạt 100 tỷ. Tôi đã dùng 100 tỷ này để mua một cơ hội làm lại cuộc đời. Trở lại ngày cưới của tôi, muốn tôi lấy anh cũng được, qua đính hôn thêm 100.000 nữa, thiếu một xu không được. Tiểu Manh, con cũng biết tình hình nhà chúng ta. 100.000 này có phải là quá nhiều không? Dù hô, thông gia, tôi không thích nghe lời này đâu. Tiểu Manh là châu báu của gia đình chúng tôi. Bây giờ muốn hỏi các người, 100.000 có được coi là nhiều không? Chị gái tôi lần đầu kết hôn còn Tần Phong là kết hôn lần hai. Đừng nói 100.000, cho dù là 500.000, 1 triệu thì các người cũng phải trả. Vâng, 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 100.000 đô la không nhiều lắm, nếu không thì xem thế này. Hãy kết thúc đám cưới trước đã. Ngày mai tôi nhất định sẽ gửi cho các người 100.000 này. Số tiền này quá nhiều hiện tại chưa có được. Bà nghĩ tôi là đứa trẻ 3 tuổi, 100.000 không thiếu một xu. Nếu không thì thôi, được được được, không phải là 100.000 sao? Tôi sẽ đi lấy ngay. Không không lão già, đó là tiền chữa bệnh cứu mạng của ông. Tôi đã sống hơn nửa đời người rồi, cũng sống đủ rồi, miễn là Tiểu Phong có thể tốt, tất cả đều đáng giá. Con trai chúng ta còn trẻ, không thể mất người này. Sớm như vậy không phải là đúng sao? Không được, tôi không đồng ý. Tiểu Phong, con làm gì vậy? Đừng làm bậy. Ba mẹ, mấy năm nay các người vì con mà chịu ủy khuất rồi, làm đủ cho con rồi. Từ bây giờ trở đi, con sẽ báo hiếu hai người. Chuyện tiếp theo cứ để con xử lý. Sau đó tôi liền sai người lạnh lùng nhìn về phía Vương Manh. Có phải không có 100.000 này thì cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục? Sao tên này lại giống như đã thay đổi hoàn toàn? Trước đây không phải chỉ là một con chó theo sau tôi sao? Không đúng, nhất định là ảo giác của tôi. Đúng vậy, thiếu một xu cũng không lấy. Vậy được, mọi người hãy về đi. Hôm nay hôn lễ này lão tử không cần nữa. Tần Phong tí của anh là sao? Tôi có ý gì cô vẫn không rõ sao? Tôi không có đủ 100.000, đám cưới này tự nhiên hủy rồi. Sao anh có thể như vậy? Tại sao điều này lại hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng? Lúc này không cảnh mất kiểm soát, nhìn thấy con gái mình không thể xử lý được, ba cô ta Vương Nghị Cầu mở miệng. Tiểu Phong, đây chính là lỗi của cậu. Sao một đám cưới tốt lại trở thành hỗn độn như vậy? Trăm năm đi cùng một thuyền, ngàn năm tu mới được ngủ chung gối. Cậu và Tiểu Manh vất vả mới đến được bây giờ, sao có thể cãi nhau vì 100.000, phải không? Đúng vậy, ngoài ra lý do chúng tôi muốn số tiền này không phải là muốn xem thái độ của cậu sao? Số tiền này sau khi kết hôn không phải là của hai đứa sao? Tôi sợ là không. 100.000 đó không phải là để trả nợ cho đứa con trai quý giá đó sao? Làm sao cậu biết? Không đúng, cậu đây là vu khống. Vu khống, bà coi như ta vu khống đi. Vẫn là câu đó, muốn tiền chứ gì, không có mời đi cho. Tần Phong, sao anh lại nói chuyện với mẹ tôi như vậy? Anh có thể xem lại vị trí của mình không? Anh là một người đàn ông đã kết hôn hai lần, còn mang theo một tiểu nha đầu. Không tiền, không xe, không nhà, tôi đồng ý lấy anh là cho anh mặt mũi. Em trai tôi là em trai anh giúp em tôi là sai sao? Vậy thì sao? Tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối để xin lỗi bố mẹ tôi. Chuẩn bị sẵn 100.000 trong 10 phút. Tôi có thể cân nhắc tha thứ cho anh. Sao cô lại có mặt mũi mở miệng như vậy? Tiền quà cưới cô liền đòi 300.000. Còn chụp ảnh cưới là 38.000. Trang trí địa điểm đám cưới 19.000. Đoàn xe có giá 40.000. Người thân của cô mỗi lần gặp là một phong bì đỏ. Ngay cả hàng xóm xem náo nhiệt cũng bảo tôi đưa mỗi người 500. Bây giờ ngay cả tiền cứu mạng của ba tôi cô cũng đòi lấy. Cô còn là người không? Trước mắt mọi người, Vương Manh bị tôi vạch trần bộ mặt. Rõ ràng có chút chột dạ, nhưng ngay sau đó cô ta lại phản ứng lại. Tiền quà cưới của anh rõ ràng chỉ là 200.000, lấy đâu ra 300.000? Không thể nào, tôi đã tự đặt từng đơn hàng sáng nay. Đánh giám rõ ràng là 200.000. 300.000 không ít hơn một xu. Được rồi, để các ông lớn phán xét. Tiền này hôm nay đưa đến tay tôi chưa từng mở ra. Ngay lúc này, tôi giật túi tiền của Vương Nghị cậu. Để tôi đếm. Hừ, cứ để cậu đếm thì sao? Lẽ nào cậu có thể đếm được thêm 100.000 từ không khí? Tôi đếm trong vòng 10 phút. Tôi nhớ không sai chứ? Rõ ràng là 200.000. Hình như tôi nhớ nhầm rồi. Nhưng vì đám cưới này cũng hủy bỏ rồi, tiền quà cưới này cũng phải trả lại cho chủ nhân. Cảm ơn đã giữ. Bây giờ đám cưới rõ ràng là không thể tiếp tục. Nhìn vào khuôn mặt của nhà Vương Manh, muốn thuận lợi lấy lại 200.000 này tất nhiên là không thể. Nhưng bị tôi làm như vậy, lấy lại được tiền một cách dễ dàng. Mà nhà Vương Anh nhìn thấy cảnh này cũng hoàn toàn sụp đổ. Cái này rõ ràng là tiểu tử Tần Phong cậu đã lên kế hoạch từ trước. Thật là một tên khốn xảo quyệt. Tần Phong, đừng hiếp người quá đáng. Vương Tiểu Quân vừa nói liền muốn vung tay vào tôi. Nào nào chỗ này nhiều máu này. Đừng quên, tôi học đại học chuyên ngành luật. Tội cố ý gây thương tích, tôi không ngại đưa cậu đi bóc lịch mấy năm. Tiểu tử ngươi đừng quá đáng. Quá đáng là ai quá đáng? Thành thật mà nói, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu. Cút ngay, biến ra khỏi tầm mắt của tôi ngay. Nếu không tôi không ngại nói chuyện với các người về chi phí đám cưới. Tiểu tử thối này có cái gì đó? Cứ như thế này thì không ổn, chúng ta sẽ chỉ mất nhiều hơn. Nhanh nhanh chúng ta đi. Xem như anh đủ tàn nhẫn, chuyện hôm nay tôi và anh chưa xong đâu. Chúng ta hãy chờ xem, nhà Vương Manh sau khi buông lời ác ý cũng chỉ có thể chán nản rời đi. Ngay lúc này, một giọng nói tôi đã nghĩ đến hàng chục năm nay vang lên. Ba ba, khoảnh khắc người cha nhìn lại con gái, tôi không thể kiểm soát nỗi nhớ trong lòng nữa. Khóc dữ dội, bà nhớ con rất nhiều Tiểu Thất. Ba ba đừng buồn nhé, Tiểu Thất sẽ tìm cho ba một người vợ tốt hơn. Vậy thì làm phiền công chúa nhỏ của ba nhiều rồi.
Nói xong tôi liền ôm con gái, dẫn ba mẹ đi về hướng nhà. Nhìn đôi chân khập khiễng của ba tôi, trong lòng tôi thầm thề, lần này tôi sẽ không để gia đình tôi chịu khổ nữa. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.